Bà con trong xóm nâng cấp chúc mừng như vậy là cái thứ nhất là ban chủ ủy của thôn như vậy là đến chung vui liên hoan cùng với xóm ta. Xóm Vân Chí. Thứ hai nữa là anh Thuân như vậy là hôm nay là như vậy là thành viên mới. Thế nên là xin mời tất cả nâng cấp chúc mừng. Rồi, cảm ơn. Đồng đồng ý quê mình. Bà con các anh chị trong nhà.